Hello, hello anh, em đã quay trở lại với kênh của Chim Ưng Vlog nha. Hôm nay là ngày thứ tư rồi anh em ạ. Hôm nay là ngày thứ tư mình thuần hóa đôi chim của mình, nhưng mà tiện đây thì mình cũng thuần hóa luôn đôi chim mới về của mình. Mình thả đôi chim mới về của mình một trống mái mà cảm giác là có vẻ như chúng nó không hổ nhau, mình rất là vui. Đáng ra thì đôi chim này mình vẫn để cho nó yên tĩnh, nó chưa chưa ra đâu, nhưng mà mình thử nhét sâu sâu dế cho nó xem nó tình hình nó như thế nào các bạn nhé. Và mỗi tối mà mình rảnh đấy thì mình thường là cho tất cả các chú chim của mình ra để mình thuần hóa đó, và đều đặn và liên tục như vậy thì nó sẽ có cảm giác là rất là ok các bạn nhé. Đó, và hiện tại hai con chim này của mình thì được khoảng tầm 5 đến 60% rồi, chỉ cần thời gian nữa là ok thôi các bạn nhé. Còn đôi chim trống mái này thì mình cảm thấy rất là vui khi chúng nó không mổ nhau, nhưng mà đôi chim này thì hình như là hơi nhát hơn đó, có vẻ là nhát hơn đó. Mình ngồi cách rất là xa nhưng mà chúng vẫn là cảnh giác đề phòng và nhảy nhót và tiếp tục thôi. Hôm nay mình mua được ít dế các bạn ơi, rất là nhiều dế cho chim ăn nhé. Và mình tiếp tục tiến sẽ lại đấy. Mình sẽ cầm cái thùng dế lại gần để đỡ phải đi lại, để tránh được cái tình trạng là chúng nó hoảng loạn. Đó, mình sẽ ngồi sang góc bên này để cho con chim, đôi chim trống mái để vụ sau mình ghép sinh sản đấy, nó đỡ hoảng loạn. Còn mình ngồi đây thì hai con chim này nó thuần rồi thì sẽ rất là ok nhé các bạn nhé. Và đầu tiên mình cho con chim này ăn bắt là đấy, nó lại ngay, nó đã quen rồi các bạn ạ, thì nó không sợ đâu. Đây bạn, các bạn nhìn rõ chưa, ngồi cách chỉ còn khoảng tầm này, mình phòng to hết cỡ đó. Tối nào các bạn cũng làm như vậy nhé thì sẽ rất là ok. Một tay mình cầm điện thoại, một tay mình bắt dế thì quay thì nó hơi khó. Các bạn xem mà thấy hay và ý nghĩa thì có, mình bắt dế hơi khó. Mày chết đây tao à. Và đây là cái que xiên của mình thần thánh này các bạn ơi. Đấy, con chim này vẫn hơi nhát nhát thì mình sẽ cho nó con nữa là nó hết nhảy thôi các bạn ạ. Ví dụ như con chim này nhá, khi nó đã quen vậy rồi thì các bạn đừng cho nó ăn ngay, các bạn phải giữ giữ nó đấy để cho nó cảm giác là nó thèm thuồng. Bạn đút vào đút ra nhưng mà đó, bạn đừng cho nó ăn nữa. Đến lượt con chim này để tạo kích thích cho nó đấy, nó đang đứng nhìn đấy. Cái ông này ông cám với ông nước đây, mình sẽ thả vào đây tại vì cái này mình ngồi gần quá. Đó, nó sẽ ra nó ăn ngay cho các bạn ạ. Đó, không có gì mà không thuần được nhé. Đó, các bạn nhìn thấy chim của mình đẹp không? Đó, phương pháp này là phương pháp hữu hiệu và hiệu quả nhất trong tất cả các loại phương pháp. Đó, sau khi thuần hóa được như vậy rồi thì các bạn sẽ cho thường xuyên tắm thường xuyên các bạn nhé. Đó, mình ngồi rất là gần. Đấy, con chim này ra nó còn đứng yên, nó chờ mình đút mồi cho nó nữa này. Mình tiếp tục đi pha vô dế nhé. Khi các bạn mới bắt về thì các bạn phải nên thường xuyên tiếp xúc với cự ly và cho ăn như thế này. Còn khi bạn không có thì ngày bạn ạ một lần cũng được. Dần dần bạn rút tỉa ít đi, khi nó quen rồi thì bạn không cần phải nhất thiết phải gần như vậy. Mình giữ con này ấy 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 rồi. Đó, khi nó quen rồi thì nó sẽ nhanh hơn trước gần sau. Đó, các bạn thì cứ để như vậy thôi cũng được. Sau khoảng tầm tầm tuần rồi các bạn sẽ tính tiếp. Khi mà nó thay lông, nó căng nửa đấy, nó căng nửa lên thì chắc chắn rằng nó sẽ dễ thuần hóa hơn rất là nhiều các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ thuần hóa đôi chim mới về của mình một ngày đầu tiên này, chắc chắn là nó sẽ không ra mổ đâu.
Thì nếu mà nó không ra mồi nhá, thì các bạn phải phải thả vào trong cái cống này. Đó, đầu tiên thì bạn cứ để thử xem nào, xem nó có ra, nó mổ à, nó mổ nó đói đấy. Đấy, nó mổ luôn đấy, nhưng mà tại vì là mình nó không nhìn thấy mình đâu đấy. Ở đây mình ngồi gần đấy, mình ngồi sát cái này bây giờ cách chỉ khoảng tầm 20 phân nữa thôi. Đó. Thì phương pháp này thì không có gì là khó khăn cả cả bạn nhé. Khó bắt thế. Bạn sẽ làm đều đặn thường xuyên như vậy. Ây da. Bố mình bị vót cái que này hơi nhọn. Rồi mình ngồi trực diện với nó nhé, để giữ nó cho nó cảm giác thân thiện thôi. Này bị tuột rồi. Đó, mình ngồi rất là sát hai con này, coi như là đã được thuần hóa rồi các bạn nhé. Và bây giờ mình chỉ còn đây nhảy nhiều cho con đây ăn đi em, kia máu lắm muốn ra lắm rồi đấy. Đấy mà không ăn thì ông cứ để nguyên đấy. Đấy bây giờ mình sẽ ép cái ở cái cự ly gần, nếu không ăn thì mình sẽ không cho ăn nữa, và dần dần nó sẽ, mình sẽ cho lượng ăn thức ăn vừa đủ thôi nhé các bạn nhé, chứ ăn no quá là đút nó không đút được cho nó đâu. Đó mình nhìn thấy con chim này rất dữ nên mình mới quyết định mua nó. Đấy, mình thả vào đây cho nó ăn để mình đi mua con khác. Dế nuôi mà khôn thế nhỉ, vô khó vô phết đấy các bạn ạ. Và chủ yếu ngày hôm nay là mình thuần hóa đôi chim mới mua về này của mình thôi các bạn nhé. Còn đôi chim mình thả vào cái cống cám này, mình sẽ quay con chim này ra ngoài này để cho nó. Con chim này muốn ăn lắm mà sao nó không ăn nhỉ? Đấy. Xuống bị chiêu. Đấy. Viên gạch này 40 phân. Mình ngồi cách nó 40 phân. Không có đường tình nào nhanh nhất bằng đường bao tử các bạn ạ. Bố mình mà cái này hơi nhọn nên mình phải, hay con này hơi nhát các bạn ạ, nhưng mình sẽ thuần hóa được nó. Mình tiếp tục bắt để cho nó trong ăn để vui vô. Khó bắt thế. Bạn xin đấy, một máng ăn đầu tiên thì các bạn không cần, các bạn cứ ý là chưa kịp nó xong rồi con chim má con chim được ấy. Đó, má hay thực thì đều được tất các bạn nhé. Đó các bạn cứ cho ăn vậy đi rồi các bạn ngồi tiếng động à, là có người mà có người là có ăn,
các bạn lặp đi lặp lại hành động này rất là nhiều lần thì nó sẽ là được thôi. Con chim nào cũng thì cũng thế. Nhưng mà chim mình theo mình để ý ấy, thì chim họa mi thì nó có sẽ khó hơn. Và còn tất cả các loại chim thì nó sẽ giống như nhau hết các bạn nhé. Chim khuyên thì dễ thuần nhất, chả cần cho ăn uống gì. Cứ để thời gian khắc thuần, thả ra nó còn bay tự bay về lồng các bạn ạ. Trào mèo thì cần phải thuần bằng phương pháp tắm. Đấy, ra con này tự ra đây, thế ngồi. Đấy, giờ mình nó ra vậy thì mình lại cho nó vào. Đấy, đấy, đấy nó vẫn sợ nó ra, nó lại nhảy vào luôn đấy các bạn ạ. Nếu mà nó không, khi nó ra thì bạn phải ngồi nguyên một chỗ nhé. Các bạn đừng động đậy, động đậy là nó hoảng đấy. Họ mình tháo vào đây cho nó. Vì nó mới ngày đầu nó còn hơi nhát mà các bạn, nhiều khi nó đói thôi. Đấy, nó thấy mình phát nó lại vào ngay. Nhưng mà nhiều lần như vậy thì nó sẽ không không sợ đâu. Đấy. Mình sẽ rút nuôi ra xa tí để cho nó ăn nhé. Còn em yêu này anh cho anh con nữa nhé. Đấy, em yêu này rất là ngoan, hôm nay hót rất ác nhé. Nên em yêu này nhát hơn em yêu kia. Em yêu này là thuần nhất. Đó. Nhưng mà đối với mình thì không có cái vấn đề gì là sợ cả. Đấy, theo cho em yêu con để em nhảy xuống em bập vào mồm. Đấy, em xuống. Em xuống em leo vào đi nha Nin, không mất ra. Mất 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 nhanh lên không mất. Nhanh lên không mất. Em còn đang nhát mình đấy các bạn ạ. Nhưng chui trong đấy thì chỉ có con đường tèo thôi. Đó, các bạn hiểu cái phương pháp thuần hóa như thế này chưa? Các bạn phải dùng thời gian các bạn nhé. Nó vẫn đứng yên, nó quen cái cảm giác này. Đó, còn em này thì em kia thì nhảy ác lắm. Mình sẽ tập trung cho đôi này. Đấy, nó vẫn sợ các bạn ạ. Không đơn thuần ấy đâu, mình phải tiếp xúc nhẹ nhàng nữa các bạn. Thôi à, vẫn chưa dùng. Nó có hai con thì nó vẫn khó hơn, nhưng mà mình vẫn cứ phải ngồi đây. Nó ăn hay không thì tùy nó nhé các bạn nhé. Nó đói nó ăn mà nó có người ở đây ấy còn đực đuôi dài lắm các bạn. Lật tanh tách tanh tách đó. Mình sẽ ra xe một chút để cho nó ăn luôn nhé. Chứ các bạn đừng có gần quá. Ví dụ như vậy các bạn ra xe một chút để nó ăn đã. Và nó nhìn thấy mình. Xông lên mổ đi. Đó. Thuần chưa? Như thế này thì khác gì là chim thuần đâu. Em leo và em mổ đi. Em không mổ thì anh không cho ăn đâu. Ấy đấy các bạn ơi, đấy nó vẫn đề phòng đấy các bạn ạ. Đây còn chim đực ấy. Đó, cho nó ăn xong rồi. Thôi rơi rồi, dại lắm em ạ. Sướng. Mình phóng to cho các bạn xem. Con chim này là đẹp nhất trong ba con chim đực của mình các bạn nhé. Con chim này là con chim thuần nhất trong ba con chim của mình.
mình rất là vui khi đôi này mình thả chung vào thì lại không thấy đánh nhau. Mình chỉ nghĩ là nó là ấy thôi các bạn ạ. Đó, các bạn làm thường xuyên các tối đều đặn như vậy, buổi trưa buổi tối thì sẽ được nhé. Còn bây giờ tạm biệt các bạn và hẹn các bạn vào những video tiếp theo. Nhớ like, subscribe ủng hộ mình để mình có động lực làm những video hay và ý nghĩa hơn nữa. Sau một khi một bộ con chim này thì thay hết lông, mình sẽ tặng kích nửa và chế độ lên nửa cho nó các bạn nhé. Rồi mình sẽ lại làm một những clip cho các bạn xem. Ok con rê. Và đợi sang năm thì mình sẽ ghép đôi này sinh sản và mình quay lại video cho các bạn xem. Hy vọng nó sẽ bắt cặp và sinh sản để có những cái clip hay và ý nghĩa để gửi tới quý vị và các bạn. Bye bye. Đó, mình thì cho ăn thế thôi, để cho nó có cái cảm giác là gần người thôi. Đó, cám mình cho ít, sâu mình cũng cho ít để mình có thời gian tiếp xúc với nó nhiều hơn. Nói chung là để thuần chim với cách này thì các bạn phải cần nhiều thời gian. Đó. Và mai mình có lẽ là mình sẽ đổi lồng các bạn ạ. Mình rốt chung vậy thì cái lồng to này sẽ dành cho đôi chim này và lồng bé này sẽ dành tôi cho đôi chim kia, để chúng có khoảng 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 không rộng các bạn nhé, để cho nó phù hợp với kích thước lồng. Nếu các bạn có yêu cầu về thuần hóa các loại chim gì thì mình cứ ở đây ở dưới bình luận, mình sẽ thuần hóa tất cả các loại chim theo một phương pháp và theo nhiều phương pháp khác nhau, miễn sao là con chim có thể chơi được. Và mình nghĩ là tất cả các con chim đều biết hót. Con chim mà không biết hót thì đó là do là cách chăm các bạn chưa đúng. Một con chim có tố chất hay nhưng mà chăm dở thì không hót, nhưng mà con chim dở có chăm tốt đến mấy thì cũng không ăn thua các bạn nhé. Đầu tiên chọn chim thì phải chọn một con chim có tố chất và cách chăm tốt. Đó. Còn bây giờ xin chào và tạm biệt. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo.